Xin chào các bạn đã quay lại kênh Lit House 1986. Rắn cạp nông đầu đỏ, hay cạp nia đầu vàng, là một loài rắn nằm trong chi cạp nia, thuộc họ rắn hổ. Loài này phân bố ở Thái Lan, Myanmar, Indonesia, bán đảo Mã Lai, Campuchia, và Việt Nam. Rắn cạp nông đầu đỏ có thể dài đến hơn 2 mét, cũng giống như các loài rắn trong chi cạp nia thông thường. Cạp nông đầu đỏ là một trong những loài rắn cực độc và nguy hiểm bậc nhất ở Việt Nam. Nọc độc của chúng có thể gây tử vong nhanh chóng chúng thường sinh sống trong các khu rừng mưa khu rừng ẩm thấp đây được xem là một loài rắn rất hiếm trên thế giới cạp nong đầu đỏ có phần đầu và đuôi đỏ chót hoặc màu đỏ cam nổi bật cơ thể có màu đen hơi xanh sen lẫn các khoang trắng rất nhỏ cạp nong đầu đỏ có màu sắc rất ấn tượng và đây cũng là loài rắn độc có kích thước khổng lồ nhất trong chi cạp nia cạp nong đầu đỏ có vảy lớn và mịn thông thường cạp nong đầu đỏ sẽ không chủ động tấn công con người trừ khi bị trêu chọc hoặc bị làm đau chúng sẽ phản ứng lại cạp nong đầu đỏ ăn các loài cá, lưỡng cư, động vật nhỏ như chuột, thằn lằn, tắc kè và một số loài rắn khác, lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày có thể lớn bằng trọng lượng cơ thể chúng. Cạp nong đầu đỏ chỉ sống trong những khu rừng sâu và các vùng đồi núi vắng bóng con người, vì thế rất ít trường hợp chúng tấn công con người được ghi nhận. Chúng sống về đêm và bơi cũng rất giỏi, vào ban ngày, chúng khá lười biếng và chậm chạp, thường cuộn tròn trong các hốc cây, bụi rậm để ngủ. Khi màn đêm buông xuống, chúng bò ra ngoài kiếm ăn, chờ con mồi đi qua và tấn công chúng. Lúc này, cạp nong đầu đỏ trở nên nhanh nhẹn, tinh danh, và hiểm ác hơn gấp bội. Đây cũng là lúc có nhiều nạn nhân bị rắn cạp nong đầu đỏ cắn nhất. Nọc độc của cạp nong đầu đỏ là chất độc gây hại trực tiếp đến thần kinh, gây tê liệt và tử vong. Mỗi cú cắn của cạp nong đầu đỏ, truyền từ 4 đến 18mg nọc độc vào cơ thể. Vì thế tỷ lệ tử vong khi bị loài rắn này cắn lên đến 75%, rất khó để cứu chữa nếu không được phát hiện sớm. Vết cắn của rắn cạp nong đầu đỏ không lớn, không gây sưng, đau nhức nhưng lại rất nguy hiểm, nọc độc của chúng sẽ làm tê liệt các cơ và hệ thần kinh, khiến não bộ không thể truyền thông tin đến các bộ phận khác trong cơ thể, chỉ sau 20 phút sẽ bị sụp mí mắt, giãn đồng tử, khó nuốt, nôn mửa, nhức đầu, tăng tiết nước bọt, căng cứng người và tử vong nhanh chóng. Vì vậy, rắn cạp nong đầu đỏ được xem là một trong những loài rắn nguy hiểm bậc nhất trên hành tinh, rắn cạp nong đầu đỏ là loài rắn đẻ trứng, vào mùa sinh sản khoảng tầm tháng 3, cơ thể rắn cái sẽ tiết ra chất dịch để thu hút rắn đực, chúng sẽ quấn lấy nhau và thực hiện giao hợp trong khoảng 10 phút, sau khi giao phối và mang bầu, rắn cái sẽ di chuyển chậm chạp, khó khăn hơn. Mỗi lần chúng đẻ khoảng 5 đến 10 quả trứng trong các hốc cây, ổ lá, bụi rậm, sau đó rắn mẹ sẽ ở bên canh chừng cho đến khi trứng nở thành rắn con.